Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tại Cộng hòa Singapore. Chiều qua, ngay sau lễ đón chính thức tại dinh Tổng thống Singapore, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Singapore Tony Tan Kai Yam, tiếp cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Tony Tan Kai Yam nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Singapore. Đánh giá cao việc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chọn Singapore là nước đầu tiên đến thăm khi nhậm chức, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Singapore và Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên đến thăm Singapore trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị mà Tổng thống và nhân dân Singapore dành cho đoàn, bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc và mở rộng quan hệ Việt Nam-Singapore. Hai bên bày tỏ hài lòng về bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt thời gian qua. Nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, nhất là cấp bộ trưởng. Hai nhà lãnh đạo hài lòng với kết quả triển khai hiệp định khung kết nối Việt Nam-Singapore và nhất trí thúc đẩy việc lập thêm các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Singapore luôn duy trì là đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tổng thống Singapore khẳng định doanh nghiệp Singapore rất hài lòng với môi trường kinh doanh đầu tư tại Việt Nam và sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, du lịch, văn hóa. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế như ASEAN, ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3, EAS, ASEM, APEC. Tại buổi tiếp cựu Thủ tướng Singapore, Ngài Lý Quang Diệu đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp quan trọng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài, bền vững và gắn bó giữa Việt Nam và Singapore. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ khâm phục trước những thành tựu quan trọng của Singapore thời gian qua, nhất là về tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch đặc biệt đánh giá cao vai trò của cá nhân cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đối với con đường phát triển của Singapore. Chủ tịch nước cũng chuyển tới cựu Thủ tướng lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời thông báo vắn tắt cho cựu Thủ tướng một số nét về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian gần đây. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Singapore luôn duy trì là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo, du lịch cần tiếp tục được quan tâm thúc đẩy nhằm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề về Biển Đông. Nhất trí các bên liên quan cần tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc DOC hướng tới xây dựng COC. Nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong quá trình đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Sau các cuộc hội kiến và tiếp xúc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự buổi chiêu đãi trọng thể của Tổng thống Tony Tan Kai Yam và phu nhân. Tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Tony Tan Kai Yam đã có bài phát biểu quan trọng. Phát biểu chào mừng tại buổi chiêu đãi, Tổng thống Singapore Tony Tan Kai Yam bày tỏ vinh hạnh được đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam. Tổng thống Tony Tan Kai Yam cho biết, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà ông được đón tiếp kể từ khi được bầu là Tổng thống Singapore. Sự hiện diện của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là minh chứng cho tình hữu nghị và quan hệ đối tác vững chắc giữa hai nước. Sau những tiến triển tốt đẹp đã đạt được qua gần 7 năm thực hiện Hiệp định Khung về kết nối, Tổng thống Tony Tan Kai Yam nhấn mạnh các cán bộ của Singapore và Việt Nam đang nỗ lực nhằm phát triển các lĩnh vực hợp tác mới như phát triển nguồn nhân lực, phát triển đô thị và nhà ở, du lịch đường biển, kết nối hàng không và hàng hải. Việc ký kết hợp tác quốc phòng song phương đã tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trao đổi giữa con người với con người ngày càng rộng rãi và sâu sắc. Singapore vui mừng là chủ nhà của một cộng đồng sinh viên người Việt Nam đầy mạnh mẽ và hơn 12.000 cán bộ chính phủ của Việt Nam được đào tạo theo chương trình hợp tác Singapore và sáng kiến hội nhập ASEAN. Những trao đổi như vậy đã góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta. Cả hai nước cần tiếp tục khám phá các lĩnh vực hợp tác mới vì lợi ích chung của cả hai dân tộc. Trong bài phát biểu đáp từ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị, cảm ơn những lời nói và tình cảm tốt đẹp của Tổng thống Tony Tan Kai Yam dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Tony Tan Kai Yam, nhân dân Singapore sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa
có vai trò và vị thế ngày càng cao của khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Việt Nam-Singapore đã được các thế hệ lãnh đạo trước đây dày công vun đắp, đã đơm hoa kết trái và trở thành tài sản quý giá mà cả hai nước cùng trân trọng, gìn giữ. Chủ tịch nước mong muốn rằng cả hai nước cùng nhau phấn đấu đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Chúng tôi rất hài lòng về việc hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn và duy trì tiếp xúc cấp cao. Chúng tôi đánh giá cao việc Singapore luôn duy trì là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại và đầu tư, với kim ngạch thương mại hai chiều và số lượng các dự án đầu tư tăng đều qua mỗi năm. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với đà phát triển tốt đẹp và tin cậy trong quan hệ về chính trị như hiện nay, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại, giao lưu nhân dân, v.v. sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tiềm năng và sự mong đợi của nhân dân hai nước của chúng ta. Chủ tịch nước cảm ơn Singapore đã hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua và tin rằng hai nước sẽ tiếp tục truyền thống tốt đẹp này vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự đoàn kết trong ASEAN, góp phần vào hòa bình, hợp tác cùng phát triển của khu vực và trên thế giới. Hôm nay 27 tháng 9, tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp cựu Thủ tướng Yeo Chok Tong thăm công trình giàn khoan dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam do công ty Keppel Friends đang hoàn thiện đóng mới, tiếp các tập đoàn lớn của Singapore đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và thăm cơ quan phát triển đô thị Singapore. Tại buổi tiếp cựu Thủ tướng Yeo Chok Tong, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong nhiều năm qua và nhất trí cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác từ chính trị đến kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục và du lịch. Về các mặt hợp tác cụ thể, hai bên bày tỏ hài lòng về việc triển khai hiệu quả hiệp định khung về kết nối Việt Nam Singapore trên 6 lĩnh vực hợp tác cũng như sự thành công của các khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại Việt Nam. Cựu Thủ tướng Yeo Chok Tong cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore sẽ góp phần cân bằng hơn lợi ích của hai nước trong quá trình hợp tác. Tại công trình đóng mới giàn khoan cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo và đông đảo nhân viên công ty Carbonfield đã vui mừng chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là công trình giàn khoan dầu khí công nghệ mới có ưu điểm tự nâng trên mặt biển, phục vụ cho việc thăm dò, khai thác dầu khí trong mọi điều kiện thời tiết. Do công ty Carbonfield đóng theo đơn đặt hàng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, dự kiến ngày 13 tháng 10 tới, giàn khoan này sẽ được đưa về Việt Nam hoạt động. Chủ tịch nước đánh giá cao những hoạt động hợp tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với đối tác Singapore trong việc đón đầu công nghệ mới, nâng cao chất lượng thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước cũng dành thời gian tiếp các lãnh đạo Tập đoàn Kinh tế Singapore như Tập đoàn Singcorp, CapitaLand, Capen, Tập đoàn Viễn thông Singapore, Ngân hàng OCBC, Ngân hàng UOB. Đây là các tập đoàn hàng đầu của Singapore và châu Á. Các tập đoàn này hiện đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng khu công nghiệp, bất động sản, dịch vụ tài chính, ngân hàng. Mặc dù bị ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế, nhưng các doanh nghiệp Singapore đều muốn gắn bó với Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh và cảm ơn các tập đoàn đã quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự thành công của các tập đoàn trên thực tế là sự đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhằm tạo điều kiện cho các tập đoàn của Singapore cũng như của các quốc gia khác hoạt động có hiệu quả, đem lại lợi ích cho các bên. Buổi chiều, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm cơ quan phát triển đô thị Singapore. Tại đây, Chủ tịch nước đã nghe Ban Giám đốc và lãnh đạo cơ quan phát triển đô thị Singapore giới thiệu về kinh nghiệm của Singapore trong công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, phương pháp xử lý mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng sâu sắc về việc thực hiện rất có hiệu quả chính sách phát triển bền vững của chính phủ Singapore, đánh giá cao tầm nhìn dài hạn của Singapore trong phát triển đô thị cũng như trong việc gìn giữ những giá trị châu Á độc đáo trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa. Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán trong việc triển khai đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
thông báo một số nét chính về tình hình an ninh chính trị, kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây và căn dặn cán bộ, nhân viên đại sứ quán nói riêng và cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Singapore nói chung cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu hết mình trong công tác và học tập, tiếp tục góp phần củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore. Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc mừng Singapore về những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, nhất là về phát triển kinh tế và khoa học công nghệ. Bày tỏ tin tưởng, Singapore dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, khẳng định vai trò và vị thế trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao việc Chủ tịch Trương Tấn Sang chọn Singapore là nước đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hai nước. Thủ tướng cũng đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong thời gian gần đây, giữ được ổn định chính trị và đà tăng trưởng kinh tế. Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 11 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao về sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả hiệp định khung về kết nối, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, du lịch, văn hóa, giáo dục. Hai bên cam kết cùng các nước thành viên ASEAN khác nỗ lực đẩy nhanh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015, đánh giá vai trò quan trọng của ASEAN trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực. Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung về việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc thông qua bản quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC, cho rằng cần sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong quá trình đàm phán hiệp định này. Hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và đại diện Công ty Liên doanh Trách nhiệm Hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam Singapore về dự án thành lập một khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại Quảng Ngãi trong thời gian tới. Cùng ngày, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự lễ khánh thành tượng Bác Hồ tại Bảo tàng Văn minh Châu Á, người anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới, biểu tượng cao quý của mối quan hệ hợp tác hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam và Singapore. Chương trình thể hiện vai trò đặc trưng của Singapore đối với lịch sử khu vực và thế giới.